Việc gây nuôi động vật hoang dã theo quy định của nhà nước là một hoạt động mới mang lại những kết quả tích cực như tạo công ăn việc làm, cải thiện đời sống, nâng cao thu nhập và làm giàu chính đáng cho người dân. Vì vậy đang được các cấp, các ngành quan tâm, tạo các điều kiện thuận lợi, giúp người nuôi có nơi tiêu thụ sản phẩm ổn định, tạo thành xu hướng chăn nuôi mới, phát triển cho nền kinh tế. Bảo vệ và phát triển động vật rừng là việc làm quan trọng, cấp bách và cần thiết hiện nay. Gây nuôi động vật hoang dã không những mang lại lợi ích kinh tế, mà còn là giải pháp quan trọng nhằm bảo tồn và cứu nguy các nguồn gen đang có nguy cơ bị tiêu diệt, với nhiều giá trị tuyệt vời nhưng lại chưa được chăn nuôi phổ biến. Hiện tại thị trường tiêu thụ còn thiếu rất nhiều. Hôm nay, bà con hãy cùng kênh ghé thăm một trại nuôi treo treo quy mô lớn tại Đồng Nai để lắng nghe những chia sẻ và tìm hiểu về vật nuôi giá trị này. Xin chào quý bà con, tôi xin tự giới thiệu, tôi là Ngân, hiện là chủ trang trại chăn nuôi giống động vật hoang dã, có địa chỉ tại huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Và cũng như những video trước thì cái trang trại của chúng tôi nuôi dùi giòn trồn, và hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho bà con về mô hình chăn nuôi con treo treo của gia đình chúng tôi. Tôi xin mời bà con xuống khu vực chăn nuôi con treo treo của gia đình chúng tôi. Thì đối với con treo treo, nó là giống động vật hoang dã nên là nó thích sống ở ngoài tự nhiên. Và như là khu chăn nuôi treo treo ở bên gia đình chúng tôi đây thì chỉ cần một miếng vườn nhỏ như bên trang trại chúng tôi đây, thì mỗi một con treo treo thì nó chỉ sống hơn 1 mét vuông thôi. Bản thân chị Ngân trước đây làm công nhân công ty giày da, không có kiến thức chăn nuôi và chưa được đào tạo qua bất kỳ trường lớp nào về chăn nuôi. Tình cờ biết được giá trị của những dòng đặc sản này, chị cùng chồng đã táo bạo vay vốn đầu tư vào những con vật tưởng chừng rất xa lạ với bà con địa phương chị lúc bấy giờ. Vừa học vừa làm và nhận được những thành quả đầu tiên sau 1 năm chăn nuôi, càng khẳng định cho chị con đường chị lựa chọn đang vô cùng đúng đắn. Hơn chục năm chăn nuôi treo treo, chị Ngân nhận thấy đây là giống vật nuôi rất nhàn so với những vật nuôi thông thường, không có dịch bệnh, nguồn thức ăn lại rẻ, môi trường sống dễ thích nghi với quy cách làm chuồng trại vô cùng đơn giản, là những ưu điểm đầu tiên khi nói về con treo treo này. Nên là tùy thuộc vào đất của bà con, nếu bà con có một miếng diện tích nhỏ ở ngoài vườn thì bà con có thể là làm chuồng. Chuồng đối với nó thì bà con có thể là tận dụng lại những cái miếng tôn, bê rô hoặc là lưỡi đen V40, bà con có thể là làm cao 1,5 m đến 2 m. Đối với con treo treo này thì nó là động vật hoang dã và nó sống ngoài tự nhiên, và chỉ cần mình có một miếng vườn nhỏ hoặc bà con có thể tận dụng lại cái miếng vườn, đất vườn của mình. Bà con có thể là dùng V40 hoặc là lưỡi đen hoặc là bê rô, bà con có thể là thân lại và từ 1,5 m đến 2 m. Bà con ở trong cái khu vườn của bà con này, bà con có thể là trồng những cái cây cỏ thân mềm hoặc là như những cây khế, cây sung hoặc là những cái cây trứng cá, thì đó cũng là nguồn thức ăn cho nó, vừa là làm bóng mát. Nếu như bà con mà cái khu vực mà đã có cái nền xi măng rồi á, thì bà con nên dùng cái đất hoặc cát để dùng trải lên cái lớp tầm 5 phân để cho nó đi lại, bởi cái con này là cái mỏng chân của nó rất là nhỏ và để khỏi để ảnh hưởng đến cái chân của nó. Còn đối với làm chuồng, chuồng của con treo treo này thì nó không cầu kỳ như những là con động vật thông thường khác, mà đối với con treo treo này thì bà con có thể là tận dụng lại được những cái thùng xốp như là bên trang trại chúng tôi đang làm đây. Với một cái thùng xốp thì bà con cắt ra 15-20 cm để làm cái cửa cho nó chui vào chui ra, và trên cái thùng xốp đấy mình sẽ đặt một cái viên gạch. Viên gạch để thứ nhất là vừa làm cái bóng mát, vừa là cái ẩm cho con treo treo, và thứ hai nữa là nó không bị xê dịch cái chuồng của nó. Còn đối với cái chuồng của con treo treo này thì mình có thể là tận dụng lại những cái thùng xốp. Bà con có thể là mua thùng xốp mới hoặc là tận dụng lại những cái thùng xốp đấy. Và trong những cái thùng xốp đấy, khi con treo treo nó sẽ vào trong đấy cư ngụ, thì những con treo treo mẹ mà nó sinh sản thì nó sẽ là cắp những cái ghép, những cái lá cây vào. Thì khi đấy bà con nên dùng cắp thêm một ít cỏ hoặc là lớp vải để hỗ trợ cho nó để nó vào sinh sản. Thức ăn cho con treo treo rất đơn giản và phổ biến ở tất cả các tỉnh thành trên cả nước.
bà con có thể tận dụng nguồn thức ăn sẵn có tại địa phương mình để chăn nuôi con chèo chèo này. Tuy nhiên, bà con cần lưu ý, sau mỗi một ngày, bà con cần thay nước uống cho con chèo và vệ sinh sạch sẽ những ô máng thức ăn để đảm bảo về sức khỏe cho con chèo phát triển. Con chèo là giống động vật hoang dã. Chính vì thế, khi chăn nuôi bà con không cần cầu kỳ trong khâu chăn nuôi chăm sóc, bởi chúng vẫn mang trong mình nguồn gen tự nhiên. Chính vì thế, con chèo không có dịch bệnh, nên bà con không cần lo lắng trong quá trình chăn nuôi. Về cái nguồn thức ăn của con chèo chèo này, đối với con chèo chèo này thì nó ăn rất là nhiều cái loại trái cây, như là trái cây như trái su ri, trái khế, trái ổi, hoặc trái sung, trái vá, và nó còn ăn những cái loài lạ thân mềm, ví dụ như những lá sung cũng là nguồn thức ăn của nó, hoặc là lá khế. Những cái lá khế này cũng là nguồn thức ăn của nó, và những cái lá ổi này cũng là nguồn thức ăn của nó, và những cái loài cỏ thân mềm. Còn đối với rau, nó ăn tất cả các loài rau như là rau muống, rau khoai lang. Và như là về cái thức ăn thì mình nên dùng ba ở đây dùng ba cái máng. Một cái máng thứ nhất là để dùng nước, và cái thứ hai là mình sẽ bỏ rau. Rau như ở đây là rau khoai lang hoặc là những cái ổi. Ổi thì mình nên cắt những cái trái, cắt những cái miếng nhỏ này ra. Đấy là nguồn thức ăn của nó. Còn về nguồn nó là loài động vật hoang dã, nên là cái đặc tính của nó là cái sức đề kháng rất là lớn, nên là nó không có bệnh tật. Nhưng đối với cái nguồn thức ăn này thì bà con phải lưu ý là những cái trại thì mình nên cắt nhỏ ra như thế này, và những cái nào dập thối thì mình nên bỏ đi, để đảm bảo được cái nguồn thức ăn cho con chèo chèo thì con chèo chèo này nó sẽ không bị ảnh hưởng gì và cũng không bệnh tật. Còn đối với nước thì một ngày mình sẽ cho nó bổ sung nước cho nó. Thì sau ngày sau mình sẽ loại bỏ những cái nước của hôm nay và mình lấy lại cái nước mới tiếp cho nó uống. Và những cái mảng thì mình cũng có thể là vệ sinh đi để cho nó sạch sẽ. Thì như rau lang ở đây mình sẽ cắt nhỏ ra như thế này và mình cho ăn. Bà con phải lưu ý về cái nguồn thức ăn của con chèo chèo. Thì cái nguồn thức ăn của con chèo chèo ví dụ như rau, rau muống, rau lang thì bà con không nên là cho ăn những cái dập nát quá, hoặc là những cái trái ổi, trái sung thì bà con nên bỏ đi những cái loài thối hoặc sâu. Bởi đặc tính của cái con chèo chèo này, nó là thích ăn như là lá sung, lá ổi. Bởi trong cái lá sung, lá ổi nó có cái vị chát, nên là nó sẽ đặc trị được cái đường ruột của nó. Con chèo chèo có thịt xanh chắc thơm ngon, được xếp vào hàng đặc sản nên mang lại giá trị kinh tế cao. Bởi vậy mà nhiều bà con đã lựa chọn chăn nuôi chèo chèo phục vụ nhu cầu thị trường rộng lớn hiện nay. Chính vì thế giá cả con chèo luôn cao. Trong khi đó, loài động vật này rất dễ nuôi, ngân sách cho chi phí thức ăn chăn nuôi thấp, lợi nhuận cao. Nói về vốn đầu tư con giống cho con chèo so với các giống vật nuôi hoang dã khác hiện nay cũng không quá đắt. Bà con chỉ cần bỏ số vốn từ 6 triệu đến 18 triệu đồng là có thể mua được một cặp chèo chèo giống, tùy theo từng độ tuổi. Vậy nên đầu tư con giống ở lứa tuổi nào cũng như ghép đôi theo tỷ lệ như thế nào là hợp lý. Bà con hãy chủ động liên hệ cho chị Ngân theo số điện thoại 0867 896 200 để được chị hỗ trợ tốt nhất. Đối với giá giống bên trang trại chúng tôi đang xuất bản ra thị trường, giá đang dao động từ 6 triệu đến 18 triệu trên một cặp, tùy theo từng lửa tuổi. Nếu như bà con mà bắt một con đực với 3-4 con cái thì nó sẽ mang lại cái kinh tế và hiệu quả tốt nhất cho bà con. Đối với con chèo chèo thì một năm nó sinh sản 2 lứa, và một lứa của nó từ 2 đến 3 con. Và trừ tất cả những cái chi phí ra thì đối với một cặp chèo chèo một năm nó sẽ mang về cái lợi nhuận từ 12 đến 16 triệu trên một năm, trên một cặp bố mẹ sinh sản. Bản thân chị Ngân đã chăn nuôi nhiều năm và được cấp mã số trang trại. Bên trang trại chị sẽ có đầy đủ giấy tờ, điều kiện cung cấp cho bà con chăn nuôi. Hơn thế, chị đã có thị trường đầu ra ổn định, nên khi bà con bắt con giống, trang trại chị sẽ có những chính sách hỗ trợ bao tiêu cho bà con với thời hạn hợp đồng theo 5 năm liên tục với mức giá tốt nhất cho bà con. Bà con muốn tìm hiểu kỹ hơn, vui lòng liên hệ cho chị Ngân và đến trực tiếp trang trại chị tại Đồng Nai. Vâng, và nếu như bà con muốn bắt tay vào chăn nuôi hoặc là tìm hiểu thì mời bà con
đến trực tiếp tại trang trại chúng tôi, thì bên trang trại chúng tôi sẽ chia sẻ cũng như là hướng dẫn về cái cách làm chuồng trại và kỹ thuật chăn nuôi cho bà con. Và nếu như bà con bắt con giống bên trang trại chúng tôi thì bên trang trại chúng tôi sẽ có cái giấy tờ hợp pháp cho bà con chăn nuôi và bao tiêu cái đầu ra cho bà con. Và sau 5 năm nếu như bà con chưa tìm được đầu ra thì bên trang trại chúng tôi sẽ kỹ tiếp 5 năm tiếp theo cho bà con để bà con yên tâm chăn nuôi.